vụ bốn mẹ con bị ép vào thành cầu tử vong, bắt tài xế gây tai nạn tại một nhà nghỉ. Sử dụng ma túy điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn làm bốn mẹ con chết ở huyện Hoài Đức, Hà Nội, tài xế Đàm Văn Lương bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 17 tháng 7, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương, sinh năm 1986 trú tại xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7, xe ô tô tại biển kiểm soát 88C 28849, loại xe 15 tấn chở cát, đá và sỏi, lưu thông trên đường DH05 hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. Khi đi qua ngã tư giao với đường liên xã Ba Chàng, xã Dương Liễu, do tài xế không giảm tốc độ nên phần đầu xe tải 88C 28849 đã tông vào phần thùng xe bên phải của xe tải loại xe 7 tạ mang biển kiểm soát 29C, 59775 đi hướng xã Dương Liễu, xã Đức Thượng đang vào ngã tư. Sau va chạm, xe tải biển kiểm soát 29C, 59775 tông vào xe máy biển kiểm soát 29B1, 087XX do chị NTH, sinh năm 1992, trú tại huyện Đan Phượng. Thành phố Hà Nội điều khiển chở theo ba con là các cháu NTKO, sinh năm 2011, NTTM sinh năm 2013 và NTS sinh năm 2015 đi hướng ngược lại. Hậu quả, bốn mẹ con chị H bị ép vào thành cầu, tử vong tại chỗ. Ông LVN sinh năm 1966, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, là người điều khiển xe tải biển kiểm soát 29C-59775, bị thương. Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút ngày 16 tháng 7, Lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về công an huyện Hoài Đức làm việc khi tài xế này đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định tài xế này chở quá tải 74% dương tính với ma túy.